Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Câu chuyện y tế hôm nay là phóng sự nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 về Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ luôn chú trọng việc phân loại xử lý chất thải y tế theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ về nguyên nhân cũng như phương pháp điều trị bệnh tay chân miệng là nội dung trong mục Hỏi đáp y tế. Mục sổ tay học với hướng dẫn cách bù nước đúng nhất cho trẻ bị tiêu chảy và cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiêu chảy cấp là căn bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra, khiến cơ thể của bé bị mất nước. Nếu không được điều trị để bù nước kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Vậy bù nước, đặc biệt là sử dụng Odezone cho bé như thế nào là đúng cách? Ngay sau đây thì thạc sĩ bác sĩ Đào Thúy Đạt, phụ trách khoa Nội Nhi 2, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn quý vị và các bạn. Nhất là vấn đề bù Odezone. Bù Odezone thì nó có mấy cái chuyện mà chúng ta cần phải biết này. Thứ nhất ý, là bù Odezone là bù theo bệnh của trẻ. Với các cái nhóm trẻ mà bị suy dưỡng nặng ấy, thì chúng tôi có một cái dung dịch là Risoman, có nghĩa là cái dung dịch mà vừa tức là nó đặc trưng riêng cho cái nhóm trẻ mà bị suy dưỡng nặng mà bị ỉa chảy. Đấy thì nó ngoài cung cấp nước điện giải, nó cũng cung cấp thêm những cái thành phần khác. Thế và nhóm trẻ đấy thì không nhiều, thế nhưng mà cũng phải cảnh báo để các nhà, các gia đình mà có trẻ mà bị mắc cái nhóm bệnh đấy thì mình cũng không nên tự ý điều trị hoặc là không nên tự ý mà dùng bất cứ cái thuốc gì cho trẻ, mà tốt nhất là lên cho trẻ vào viện. Nhóm trẻ thứ hai là cái nhóm trẻ bị bệnh thận ấy, nên vào viện sớm. Đấy, có những nhóm trẻ mà phải dùng thuốc của thận ấy, thì chúng tôi cũng sẽ phải có những phác đồ riêng. Thế còn cái nhóm trẻ thứ ba mà tương đối phổ biến là những nhóm trẻ mà khỏe mạnh, tức là không bị mắc bệnh nền đấy và bị những cái đợt tiêu chảy cấp thôi, thì mình sẽ có rất nhiều các phương án bù Odezone. Thế thì Odezone là một cái chế phẩm mà bù nước và điện giải. Hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều các loại Odezone khác nhau, có loại đóng gói đường viên, có loại đóng gói đường gói, có loại thì đóng gói đường lọ đã pha sẵn rồi. Thế nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình đang rất là nhầm lẫn giữa cái loại viên, loại gói và loại pha sẵn, khi nào dùng loại nào, khi nào dùng loại nào. Thì có một cái yêu cầu chung ý, là cái gì mà không biết thì tốt nhất mọi người phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng, cách dùng và liều dùng. Và cái việc mà hòa sai Odezone như thế thì nó, khi mà em bé mà dùng cái dung dịch mà hòa sai như thế thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Có những trẻ vào viện trong tình trạng lơ mơ, co giật, và có những trẻ ở Viện Nhi Trung ương đã ghi nhận là vì uống Odezone sai nên là bị biến chứng về thần kinh, bị biến chứng rất nặng. Có những trẻ đã tử vong vì uống sai Odezone. Vì thế nên là vẫn phải tuyệt đối nhớ Odezone đã pha là phải đúng, đã đúng là phải chuẩn. Khi cho con uống ấy thì mình sẽ dùng những cái thìa nhỏ như này. Mình sẽ cho con uống từng thìa nhỏ như thế này. Với các cái trẻ mà rất là nhỏ thì mình dùng các cái muỗng như này, những thìa như này. Thế còn những cái trẻ lớn hơn mà có thể tự uống được ấy, thì mình dùng những cái cốc nhỏ như này và cho em bé uống từng cái ngụm nhỏ một thôi. Thì rất là mong mọi người phải nhớ được một cái mấy cái nguyên tắc là Odezone là phải pha đúng, pha đủ. Cái thứ hai nữa là Odezone ấy là uống, không được uống liên tục, không được uống một lượng lớn. Đấy, không được cho vào bình bú. Thế mà chỉ uống từng thìa một thôi, từng ngụm nhỏ một thôi, uống rải rác trong ngày. Thế ngoài thị trường thì có một số các cái dung dịch Odezone pha sẵn thì nó sẽ phải, Odezone pha sẵn thì cũng hạn chế thôi. Các cái dung dịch ở ngoài thị trường thì không biết cái áp lực thẩm thấu của cái dung dịch pha sẵn đấy nó có giống như là cái từ khuyến cáo của Bộ Y tế hay không. Vì thế nên hạn chế dùng các dung dịch pha sẵn. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra thông qua việc muỗi truyền từ người bệnh sang người lành qua việc đốt và hút máu của muỗi. Bệnh có thể trở thành dịch lớn, nguy hiểm đến cả tính mạng và sức khỏe con người. Hiện tại thì bệnh xảy ra trên cả người lớn và trẻ em. Sốt xuất huyết cho đến nay thì chưa có vaccine phòng bệnh cũng như là thuốc điều trị. Vậy nên biện pháp phòng bệnh là chủ yếu. Ngay sau đây thì sẽ là hướng dẫn phòng tránh sốt xuất huyết của y sĩ Dương Minh Tú, khoa y tế công cộng, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, xảy ra quanh năm. Sau đây tôi xin hướng dẫn mọi người cách phòng và chống bệnh sốt xuất huyết. Chúng ta nên loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách dùng thuốc chống muỗi, bình xịt, thắp hương, đậy nắp kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không đẻ vào trứng, và thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn như bể, giếng, chum, vại để diệt năng quăng, bọ gậy. Thay rửa các dụng cụ chứa nước
vừa và nhỏ như nu, chải, hàng tuần phát quang bụi rậm, vệ sinh nơi ở sạch sẽ. 2. Thu gom các vật dụng phế thải trong nhà xung quanh, tích cực phối hợp với chính quyền và ngành y tế địa phương trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đối với trẻ em, không cho trẻ em hoạt động ở các nơi có môi trường tối tăm, ẩm thấp, ao tù nước đọng, nên buông màn khi ngủ cả ngày lẫn đêm để tránh muỗi đốt. Khi chúng ta phun thuốc muỗi thì chúng ta nên đậy, dùng cái mảnh áo mưa hoặc là cái bạt che đậy dụng cụ đồ ăn, đồ uống đó. Và khi mà phun xong thì tốt nhất cho gia đình là nên đóng cửa nhà trong vòng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng. Tốt nhất 1 tháng rưỡi đến 2 tháng chúng ta sẽ phun thuốc muỗi một lần. Người dân thì có thể đến các hiệu thuốc để mua những vật phẩm để phun và phòng. Ví dụ như là khi chúng ta ra hiệu thuốc hỏi là có ME500 hoặc là Hantox. ME500 thì chúng ta sử dụng để phun ngoài trời, còn Hantox chúng ta sẽ dùng để phun trong nhà. Muỗi Aedes là truyền bệnh sốt huyết, thường thường đốt vào ban ngày và chiều cao để mà muỗi đậu là từ 2 mét trở xuống. Nên là khi chúng ta phun thuốc diệt muỗi thì chúng ta cũng nên phun vào cái chiều cao từ 3 mét trở xuống, để khi mà muỗi đậu vào vị trí chúng ta phun thì nó sẽ bị dính thuốc và nó sẽ chết, nó không đẻ trứng được. Bệnh tay chân miệng là một bệnh lý dễ lây lan. Đối tượng thường dễ mắc là trẻ em vì sức đề kháng của trẻ khá yếu. Cha mẹ cần hiểu đúng về bệnh để có thể ứng phó kịp thời, kiểm soát dịch bệnh một cách tốt nhất. Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với bác sĩ Nguyễn Văn Quyết, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên về nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh bệnh tay chân miệng. Xin chào bác sĩ, trước hết thì cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hỏi bác sĩ là nguyên nhân nào dẫn đến bệnh chân tay miệng ạ? Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây truyền từ người sang người. Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất ngoài cộng đồng hay gây ra bệnh tay chân miệng nhất là do con virus họ đường ruột gây ra. Thì có hai hình thái chúng ta thường gặp nhất là con virus Coxsackie 16 và con virus Enterovirus 71, hay chúng ta thường nói tắt là EV71. Thì đặc điểm của hai con virus này, nó có khả năng sống ngoài cộng đồng rất là mạnh. Thời gian sống của nó ngoài cộng đồng có thể kéo dài tới 3 tuần. Và cái nhiệt độ môi trường sống của nó có thể từ nhiệt độ âm cho đến rất nóng, nó có thể duy trì được cái điều kiện sống của nó. Vậy thì dấu hiệu nhận biết của bệnh này như thế nào thưa bác sĩ? Giai đoạn ủ bệnh thì thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Tại giai đoạn này thì trẻ thì chưa có biểu hiện bệnh, tuy nhiên thì vẫn có khả năng lây bệnh. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khởi phát thì nó sẽ xuất hiện một số những cái triệu chứng điển hình như là sốt hoặc là viêm họng hoặc là tiêu chảy đối với trẻ. Ở giai đoạn toàn phát thì những cái biểu hiện của bệnh tay chân miệng nó sẽ biểu hiện rõ hơn, cụ thể hơn và thường gặp nhất như là những cái vết loét ở miệng. Số lượng những cái vết loét ở đây thì có thể từ 1 vết hoặc là nhiều hơn. Đấy. Cái kích thước của nó thì thường từ 2 đến 3mm. Và những vết loét này nó sẽ khiến trẻ cảm thấy khó ăn và từ đó có thể dẫn đến bỏ bú hoặc là biếng ăn hơn. Triệu chứng điển hình tiếp theo thường gặp nhất ở trẻ đó là sốt. Thì riêng đối với tay chân miệng thì thường không có sốt cao, chỉ có sốt nhẹ từ 37 độ 5 đến 38 độ C. Đấy, tuy nhiên trong một số trường hợp có thể có sốt cao. Và trong trường hợp đặc biệt, nếu như mà sốt cao từ 39 đến 40 độ C kéo dài từ 2 ngày trở lên thì bà mẹ trẻ em cần phải lưu ý đưa đến cơ sở y tế khám và chẩn đoán ngay, vì đây có thể là cái biến chứng của bệnh. Và triệu chứng điển hình thường gặp cuối cùng ở trẻ đối với bệnh tay chân miệng ở trong cái giai đoạn toàn phát này là những cái nốt phát ban trên da, biểu hiện là những cái nốt phỏng ở những cái vị trí dễ nhìn thấy như là gót chân hoặc là lòng bàn tay hoặc là ở đầu gối hoặc là những khuỷu tay. Làm thế nào để có thể phòng ngừa được căn bệnh này ạ? Khi mà trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng thì cần phải cho trẻ cách ly tại nhà để phòng tránh cái việc lây nhiễm cho người khác. Và một cái lưu ý nữa là đối với người thân cũng hạn chế tiếp xúc với trẻ để phòng tránh. Khi mà biết trẻ bị mắc bệnh, cụ thể như là thường xuyên vệ sinh cái nơi ở của trẻ, vệ sinh cái giường của trẻ,
sử dụng cái những cái chất sát khuẩn hàng ngày vào những cái nơi mà trẻ thường tiếp xúc như là đồ chơi hoặc là những cái đồ dùng ăn uống của trẻ, cần phải xử lý chất thải hoặc quần áo hoặc rác thải của trẻ theo đúng cái quy trình để đảm bảo cái phòng chống lây nhiễm. Và một cái lưu ý nữa là đối với bà mẹ trẻ em, khi mà biết trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng thì cũng tuyệt đối không tự ý mua thuốc, sử dụng thuốc và khi mà chưa có cái chỉ định của bác sĩ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ luôn chú trọng việc phân loại xử lý chất thải y tế theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phóng sự ngay sau đây nhân ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Tôi vào hôm nay là được 9 hôm rồi. Các bác sĩ là tiếp đón ở khoa này là rất là nhiệt tình ạ. Hướng dẫn cho tôi là phân loại rác là rác hữu cơ riêng và thùng rác vô cơ riêng ạ. Phòng của bệnh viện là rất là sạch sẽ ạ. Đó là những chia sẻ của một nữ bệnh nhân đang điều trị tại khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Được biết, tại tất cả các khoa phòng tại đây đều được bố trí đầy đủ mỗi hành lang, mỗi khoa, một thùng đựng rác hữu cơ và một thùng đựng rác vô cơ để phục vụ các bệnh nhân. Không chỉ làm tốt việc hướng dẫn bệnh nhân phân loại rác thải sinh hoạt, các y bác sĩ tại đây cũng làm rất tốt việc phân loại rác thải y tế tại nguồn. Chúng tôi cũng phân loại theo đúng như quy định của Bộ Y tế. Thùng đựng rác màu vàng thì chúng tôi sẽ đựng những cái chất thải lây nhiễm, ví dụ như bông chứa máu sau khi chúng tôi tiêm này, những cái chất dịch tiết của bệnh nhân. Còn thùng màu trắng ấy, thì chúng tôi sẽ đựng những chất thải có thể tái chế được, như giả sử như cái vỏ hộp của hộp thuốc của bệnh nhân. Thùng màu xanh thì chúng tôi có thể đựng cái rác thải sinh hoạt. Ngoài ra thì còn có thùng màu đen để đựng những cái chất thải phóng xạ. Kim tiêm thì chúng tôi phân loại riêng vào một cái thùng đựng kim tiêm có nắp đậy riêng. Việc phân loại rác thải theo đặc tính và theo màu sắc giúp nhân viên y tế dễ dàng phân loại được các loại rác thải trước khi đưa vào xử lý. Việc làm này giảm thiểu gánh nặng cho quy trình xử lý rác y tế. Việc quản lý phân loại không phải là trách nhiệm của riêng ai. Mỗi nhân viên y tế hay thậm chí là người bệnh cũng cần phải tuân thủ việc phân loại rác tại nguồn. Đó chính là phương châm hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Không chỉ chú trọng trong việc phân loại rác thải, tại cơ sở y tế này còn chú trọng công tác bảo quản rác thải. Ở đây có khu bảo quản rác thải với diện tích hơn 30m², được lắp đặt điều hòa để bảo quản rác thải trước khi đem đi xử lý. Sau đó rác thải sẽ được công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp Urenco đến thu gom và đưa đi xử lý. Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đã thực hiện đúng theo quy trình của Bộ Y tế về thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Thì lãnh đạo trung tâm đã giao cho tổ kiểm soát nhiễm khuẩn kiểm tra giám sát việc phân loại của nhân viên y tế, sau đó xử lý phân loại theo đúng cái rác thải nguồn lây nhiễm cho từng loại để giảm thiểu cái nguy cơ về ô nhiễm môi trường và giảm thải chất thải y tế. Hiện tại chúng tôi thì có hợp đồng với công ty môi trường thì tùy theo vào lượng chất thải từng đợt một, có thể là đợt này lượng bệnh nhân tăng lên thì có thể tổ kiểm soát nhiễm khuẩn báo lại với cái công ty môi trường thì chúng ta sẽ tăng tần suất vận chuyển. Với những biện pháp hữu hiệu, công tác vệ sinh tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ luôn được đảm bảo sạch sẽ, làm hài lòng các bệnh nhân. Chỗ đầu khoa đây thì có hai cái thùng rác, thì có phân loại giữa rác thải mềm và rác thải cứng. Thì chúng tôi cũng tuân thủ theo với chỉ dẫn dọn dẹp vệ sinh của khoa phòng. Ở đây hàng ngày có các bà lao công á, các bà làm từ sớm mà làm rất sạch sẽ, có nước khử trùng lau nhà hàng ngày đấy. Chúng tôi cảm thấy là thoáng mát và dễ chịu, chúng tôi quá hài lòng luôn. Việc phân loại, bảo quản và xử lý tốt rác thải y tế sẽ góp phần hạn chế thấp nhất sự lây lan, phát tán mầm bệnh. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý và xử lý chất thải y tế nguy hại trong toàn bệnh viện, tiếp tục kiểm tra, rà soát thường xuyên công tác xử lý rác thải, nước thải theo yêu cầu mới hiện nay để có các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Bệnh viện cử cán bộ chuyên trách tham dự các chương trình tập huấn về công tác quản lý và xử lý chất thải nguy hại, cân đối kinh phí mua sắm phương tiện phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, tăng cường công tác tuyên truyền tới tất cả cán bộ, người lao động, người nhà bệnh nhân trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.